Bích Trâm kính chào quý vị đã quay trở lại với bản tin quân sự trên kênh Thời báo Sự thật. Chương trình ngày hôm nay ngày 2 tháng 10 bao gồm những nội dung chính như sau. Cực nóng, kho tên lửa nổ tan tành, Iran tuyên bố cuộc chiến với Israel chính thức bắt đầu. Gia tăng sức ép, quân đội Trung Quốc cho 38 máy bay quân sự áp sát đảo Đài Loan chỉ trong một ngày. Taliban đe dọa hàng loạt phiên dịch viên làm việc cho phương Tây. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, vào ngày 1 tháng 10, tờ Jerusalem Post và Times of Israel đã đồng loạt đăng tải những bức ảnh vệ tinh cho công ty ảnh vệ tinh ISI ghi lại được về một cơ sở được cho là căn cứ tên lửa bí mật của vệ binh cách mạng Iran bị cháy, khiến hai người chết và một người bị thương. Trang Twitter chính thức của ISI ngày 1 tháng 10 cho biết, vụ nổ bí ẩn rung chuyển khu vực phía tây Tehran, Iran hôm 26 tháng 9. Địa điểm cụ thể xảy ra vụ việc là căn cứ tên lửa bí mật của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, ở khu công nghiệp Shahid Hamad. Những hình ảnh cho thấy thiệt hại nghiêm trọng tại cơ sở được cho là thuộc tập đoàn công nghiệp Shahid Hamad. Tập đoàn này từng bị Mỹ trừng phạt vào năm 2017 với cáo buộc liên quan đến việc phát triển và sản xuất tên lửa đạn đạo cho IRGC. Cần lưu ý rằng hôm 26 tháng 9, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã đưa ra thông báo rằng hai thành viên của họ đã thiệt mạng trong một vụ nổ tại một trung tâm nghiên cứu ngay bên ngoài Tehran. Trong thời gian qua đã xảy ra hàng loạt vụ nổ và hỏa hoạn xảy ra ở khu công nghiệp tại Iran, trong đó có một số nhà máy hóa dầu. Hạ tầng xuống cấp của Iran được cho là nguyên nhân gây ra một số sự cố cháy nổ. Iran gần đây thường xuyên bị mất điện trong bối cảnh nắng nóng. Trong vài thập kỷ trở lại đây, Iran đã tích cực phát triển và nâng cấp ngành công nghiệp quốc phòng do bị cấm mua vũ khí nước ngoài theo lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Tehran tự sản xuất nhiều loại vũ khí, trong đó có tên lửa, đồng thời xây dựng nhiều căn cứ ngầm chứa tên lửa đạn đạo và hành trình. Đặc biệt, nhiều loại tên lửa có thể phóng ngay từ những căn cứ ngầm mà không cần đưa lên mặt đất. Giới lãnh đạo Iran cho biết, phần lớn trong số này là sự cố hoặc là tai nạn, song không loại trừ khả năng nước ngoài tiến hành hoạt động phá hoại, trong đó Israel bị nghi ngờ là thủ phạm. Trong một diễn biến mới nhất, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Sikhati Bezet tuyên bố cuộc chiến với Israel đã bắt đầu. Israel đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm phá hủy chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình của chúng tôi. Họ đã sát hại các nhà khoa học hạt nhân và gây hại cho người dân Iran. Toàn bộ cuộc khủng hoảng trong khu vực là lỗi của Israel. Ông Khati Bezet sau đó tuyên bố rằng Israel đã làm mọi thứ để cản trở cuộc đàm phán hạt nhân ở Vienna và gây ra xung đột giữa Iran và các cường quốc trên thế giới. Khi được hỏi liệu việc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân sẽ ngăn chặn hoạt động quân sự của Israel hay không, người phát ngôn này đã trả lời: Israel đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống nghiên cứu và dân sự của chúng tôi. Họ nói về mối đe dọa hạt nhân đến từ Iran, nhưng Israel có đến hàng trăm quả bom và nước này chưa bao giờ ký hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Gia tăng sức ép, quân đội Trung Quốc cho 38 máy bay quân sự áp sát đảo Đài Loan chỉ trong một ngày. Theo trang tin Hồng Kông Đông Phương hôm thứ Sáu ngày 1 tháng 10, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đã hai lần điều động số lượng lớn các máy bay quân sự và không phận Tây Nam của Đài Loan. Theo số liệu thống kê của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, PLA đã huy động tổng cộng 38 chiếc máy bay quân sự, lập kỷ lục về số lần xuất kích trong một ngày kể từ khi quân đội Đài Loan tiến hành theo dõi ghi chép. Lực lượng không quân Đài Loan đã điều động các máy bay xuất kích tuần tra trên không để ứng phó, tiến hành hoạt động phát thanh xua đuổi, sử dụng tên lửa phòng không để theo dõi và giám sát. Cơ quan phòng vệ Đài Loan tối ngày 1 tháng 10 thông báo, đợt đầu tiên PLA đã điều động 18 chiếc máy bay chiến đấu J-16, tức là phiên bản Su-30 do Trung Quốc phẩm chế, 4 chiếc máy bay chiến đấu Su-30 MKK, 2 máy bay ném bom H-6 và 1 máy bay chống ngầm Y-8 bay vào vùng nhận diện phòng không phía tây nam Đài Loan. Tuy nhiên, vào lúc đêm muộn, không quân Đài Loan lại ra thông báo tiếp. PLA đã cho đợt máy bay thứ hai gồm 10 máy bay chiến đấu J-16, 2 máy bay ném bom H-6, 1 máy bay cảnh báo sớm của KT-500 và không phận Đài Loan. Trong đó có các máy bay J-16 và H-6 thậm chí đã bay tới eo biển Bashi ở phía nam đảo Đài Loan. Sau khi bay dọc vùng trời phía đông nam của đảo Đài Loan, chúng đã quay trở lại theo một đường bay. Kể từ ngày 17 tháng 9 năm ngoái, quân đội Đài Loan bắt đầu kiểm đếm và công bố số lượng và động thái hoạt động của các máy bay POA bay vào không phận Đài Loan. Số lượng máy bay và không phận Đài Loan lần này là mức kỷ lục cao nhất trong một ngày. Tiếp đó là 28 chiếc bay vào hôm 15 tháng 6 năm 2021. Mức cao thứ 3 là 25 chiếc hôm 12 tháng 4. Mức cao thứ 4 là 24 chiếc bay vào hôm 23 tháng 9.
Động thái điều số lượng máy bay lớn nhất từ trước tới nay của Trung Quốc bay vào không phận Đài Loan diễn ra vào thời điểm Bắc Kinh tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm quốc khánh Trung Quốc, sau khi Đài Bắc tuyên bố chính thức đệ đơn kiện Bắc Kinh lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về việc Trung Quốc bất ngờ đơn phương ngừng nhập khẩu các trái cây như là quả na của hòn đảo này, với lý do có sinh vật gây hại vào tháng 10 này nếu Bắc Kinh không chịu đàm phán về vấn đề này. Cho đến sáng nay ngày 2 tháng 10, Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa thấy đưa ra bình luận gì về thông tin trên. Trang tin DW News bình luận, PLA huy động một số lượng máy bay quân sự quy mô lớn như vậy, thực hiện nhiệm vụ trên vùng trời gần Đài Loan. Một trong những mục đích Bắc Kinh nhắm tới là để cảnh báo thế lực đòi Đài Loan độc lập. Đương nhiên còn có một bối cảnh quan trọng hơn là các hàng không mẫu hạm hoặc là tàu đổ bộ tấn công của Mỹ, Anh, Australia, Nhật Bản đã tập trung trong thời gian ngắn ở Tây Thái Bình Dương và đã làm dấy lên tinh thần cảnh giác của Trung Quốc. Theo thông tin công khai, các hàng không mẫu hạm Mỹ USS Ronald Reagan và USS Covington, hàng không mẫu hạm Anh HMS Queen Elizabeth, tàu tấn công đổ bộ Canberra của Australia và hàng không mẫu hạm mới được hoán cải Izumo của Nhật Bản vào giữa tháng 9 và sắp tới đây trong tương lai đều sẽ tiến hành những hoạt động ở Biển Đông hoặc là vùng biển phía Tây Thái Bình Dương gần Trung Quốc. DW News cho biết, PLA đã tiến hành huấn luyện tấn công các tàu chiến cỡ vừa và lớn này với sự điều hành của hệ thống chỉ huy. Các loại vũ khí được sử dụng chủ yếu là các loại tên lửa đạn đạo chống hạm phóng từ căn cứ trên đất liền Đông Phân 21D, Đông Phân 26, tên lửa bờ đối hạm và tên lửa hạm đối hạm phóng từ trên biển. Ngoài ra còn có các loại tên lửa phòng không bao gồm tên lửa chống hạm siêu thanh, tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay. Qua phân tích, 38 chiếc máy bay xuất kích của các máy bay quân sự tham gia chiến dịch ngày 1 tháng 10 cho thấy 28 chiếc J-16 có thể mang ít nhất 56 tên lửa đạn đạo chống hạm siêu âm YJ-12 và các máy bay ném bom H-6K cũng có thể mang YJ-12 và các loại tên lửa chống hạm khác. DW News dẫn nguồn Liberty Times của Đài Loan trích dẫn hồ sơ từ fanpage không phận Tây Nam Đài Loan cho biết, trong năm 2021, máy bay quân sự của PLA đã vào không phận Đài Loan trong 191 ngày. Quân đội Đài Loan đã phát sóng tổng cộng 546 lần chiếc. Cơ quan Quốc phòng Đài Loan thông báo các máy bay quân sự của PLA từ đầu năm 2021 tới nay đã vào không phận Đài Loan trong 166 ngày với 519 lượt chiếc xuất kích. Về các hoạt động quân sự của PLA xung quanh eo biển Đài Loan, Trương Xuân Huy, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Chiến khu Miền Đông PLA trước đây đã tuyên bố, Đài Loan và các đảo liên kết là một phần lãnh thổ thiêng liêng và không thể chia cắt của Trung Quốc. Các hành động tuần tra sẵn sàng chiến đấu với quân đội Trung Quốc là chính đáng, hợp pháp và cần thiết theo yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia và tình hình an ninh ở eo biển Đài Loan hiện nay. Trương Xuân Huy cũng nhấn mạnh rằng, các lực lượng của chiến khu miền Đông có quyết tâm và khả năng đánh bại mọi hoạt động ly khai đòi Đài Loan độc lập, kiên quyết bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời kiên quyết duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Taliban đe dọa hàng loạt phiên dịch viên làm việc cho phương Tây. Đài truyền hình Hà Lan NOS ngày 2 tháng 10 đưa tin, các phiên dịch viên Afghanistan từng làm việc cho quốc gia này đã bị Taliban triệu tập tới tòa án và đe dọa nếu lẩn trốn thì gia đình của họ phải chịu trách nhiệm. Theo đài NOS, Taliban đã gửi thư đe dọa đến các phiên dịch viên người Afghanistan từng làm việc cho Hà Lan. Cụ thể, Taliban triệu tập họ tới tòa án, đe dọa ai lẩn trốn thì gia đình những người này sẽ phải chịu trách nhiệm và bị trừng phạt nghiêm khắc để dạy cho những kẻ phản bội khác một bài học. Chưa hết, NOS còn cho biết, những phiên dịch viên từng làm việc cho cơ quan an ninh Europol của Liên minh châu Âu EU tại Afghanistan cũng bị Taliban cáo buộc nhận tiền cấm từ người nước ngoài. Được biết, NOS đã liên hệ với 10 phiên dịch viên hoặc những người từng làm việc cho Hà Lan và tất cả họ đều nói rằng tình hình đang ngày càng khó khăn. Hồi tháng 6, Taliban kêu gọi phiên dịch viên từng làm việc cho các lực lượng nước ngoài nên hối cải, kêu gọi họ ở lại Afghanistan sau khi lực lượng nước ngoài rút lui, cam kết họ sẽ được đảm bảo an toàn. Sau khi chiếm Kabul, Taliban tuyên bố ân xá cho giới chức quân đội và chính phủ cũ của Afghanistan, nhưng bất chấp cam kết không trả thù được đưa ra trước đó, một báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho hay, lực lượng này đang ráo riết truy lùng những người làm việc với phương Tây. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình tổng hợp tin tức trên kênh Thời báo Sự thật. Một lần nữa Bích Trâm xin kính chúc quý vị luôn gặp thật nhiều may mắn và thành công. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.